nhớ không? Chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại mình đang ở Tết trên cái đỉnh Sali và một cái điểm thu hút được rất là nhiều khách du lịch. Và bởi vì cái quang cảnh ở đây nó rất là đẹp. Từ tít trên đỉnh núi này thì mọi người có thể nhìn thấy cái khu vực Mậu Duệ ở tít bên dưới, cái khu vực tít bên dưới đó nhá. Mình sẽ quay cái khu vực rất là đông Tây, khách du lịch Tây dừng lại đây cho các bạn cùng xem và chiêm ngưỡng nhá. Đây là một cái điểm cũng gọi là gần đường thôi, nhưng mà có rất là nhiều khách. Đây, khách đang ngắm cảnh rất là nhiều. Đây, từ tít trên đỉnh núi này các bạn có thể nhìn thấy cái cảnh ở bên dưới rất là đẹp. Wow, rất là nguy hiểm. Đây, rất là nhiều khách nhé. Rất là đông khách đây. Còn đây là cái quán cà phê ở nhìn view. Chào chị nhé, chào mọi người nhé. Ui, chụp đường ngã. Đây là cái khu vực có cái võng treo dành cho các anh em lái xe đây. Được. Đây, cái khu vực bên dưới đồi thông nhưng mà có rất là nhiều cái võng cho mọi người nghỉ ngơi. Và cái đây có rất là nhiều đoàn khách đang đi. Khách tự lái này rất là nhiều này, và cũng có người chở cũng rất là đông luôn này, rất là đông luôn các bạn nhé, rất là nhiều khách luôn, hàng nghìn khách luôn. Tít tít tít. Hello. Xin chào. Xin chào. Beautiful view. Thank you. I look good. Thank you. You're welcome. Hey. View, amazing view. Even better. No. Say hello to 1,000 people. Thank you. Đây, rất là nhiều xe đây các bạn. Không phải mỗi cái điểm bên này đâu, mà cả cái khu vực này cũng rất là đông luôn. Cứ dọc theo dọc đường thôi. À, mọi người để xe đây rất là nhiều. Đây là cái chỗ chứ kiểu là thông tin á. Và mình sẽ lên tận tít bên trên đó để quay cho bạn cùng chiêm ngưỡng thưởng thức nha. Hà Giang nhỏ bé nhưng mà lại có rất là nhiều khách đến du lịch các bạn nhé. Đây, đây là mấy anh em để cho khách nghỉ ngơi và anh em cũng nghỉ ngơi luôn. Đây, cái khu vực tít trên đỉnh này có nhà vệ sinh nè. Cái khu vực để xe. Đông quá. Đây, cái khu vực gửi xe. Ui, có các chị lái xe. Đây. Không. Bởi vì bình thường á em thấy toàn là con trai đi lái xe này, chở mọi người thôi. Nhưng mà hôm nay thấy các chị lần đầu tiên thấy hả? Thật đó. Em cũng vừa mới đi mà xong thì thấy các chị là cũng đi chở Tây là cũng ghê gớm, phải có một cái sức khỏe đấy chị nhờ. Chị cảm thấy như này. Vui. Đi có vui không? Có bao nhiêu chị nhỉ? Ba chị, một chị bên kia nữa. Thế chị cảm thấy đi tour như nào?
mình nghĩ là đàn ông đi được thì phụ nữ mình cũng đi được. Ừ. Vừa có tiền vừa đi chơi. Wow. Chị là bao nhiêu tuổi rồi? Chị 30 tuổi. 30 tuổi, nghĩa là khỏe đấy. Còn chị bên kia, chị cảm thấy như nào? Đi tour có thích không? Có mệt không? Các chị đi được lâu chưa? Hơn năm rồi. Cũng chỉ làm cho một công ty là đi nhiều chỗ. Đi một công ty đi gớm nha. Phải khỏe mới đi được các chị nha. Nhưng mà các chị đi như này là cẩn thận bị bắt đấy. Họ bắt làm vợ thì sao? Nhưng mà có người bắt về làm vợ thì không phải đi kiếm nuôi mồm nữa. Được người ta nuôi rồi. Thế là còn đang mong họ bắt đi. Còn mong họ bắt nữa. Ôi giời ơi. Thế bây giờ chị nói trong cái video này mai sẽ có nhiều người bắt chị sao? Có người bắt thì tốt rồi. chị tên là gì? Với có người nuôi ấy. Chị tên là gì? Chị Tiên Thảo. Chị Tiên Thảo. Chị Thảo nha mọi người nha. Thế là cảm nhận của các chị là đi vui, vừa có kiếm được tiền thu nhập này, xong thì đi cũng vui, thế là được rồi. Yêu những cái gì mình thích những cái gì mình làm những cái gì mình thích là tuyệt vời rồi. Ok nhá, cảm ơn các chị rất nhiều nha. Bên trên này là cái trạm thông tin du lịch. Đấy. Cà phê Panorama. Đây là ở trên một ngọn núi, có cái view rất là đẹp các bạn nhé. Có rất là nhiều khách đứng đây để chiêm ngưỡng, để thưởng thức cái cảnh. Còn mình sẽ vào cái khu vực trạm thông tin du lịch nhé. Cái đỉnh núi Sa Lì các bạn ạ. Đây là trạm thông tin du giả. Đây mọi người biết là cái trạm thông tin du già nha các bạn. Từ đây đi du già thì cũng khoảng tầm 20, hơn 20 km nữa. Đây, trạm thông tin du lịch. Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Có cái quán cà phê. Quán cà phê rất là nhiều dịch vụ đây. Trưng bày sản phẩm. Có khách ra vào rất nhiều. Đây là cái map nha. Cái map toàn bộ cái khu vực huyện Yên Minh. Bây giờ mình không biết là hiện tại mình đang ở cái khu vực nào đây. Cái cột cờ lũ cũ. Đây là cái bản đồ của cái công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn các bạn nhé. Nó thuộc cả 4 huyện của Hà Giang, Quán Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc nhé. Nó có diện tích hơn 2.345 km vuông. Và ở trong cao nguyên địa chất toàn cầu cao nguyên đá này thì có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống nha các bạn. Và mình sẽ ra ngoài bên này để cho các bạn thấy cái sự náo nhiệt, nhộn nhịp của cái khu vực này. Rất là nhiều khách. Đông, rất là đông các bạn. Đây là cái cảnh ở bên dưới nhá. Đây là có những cái bàn ghế cho mọi người ngồi rất là nhiều. Cả cái khu vực đằng sau bên này nữa có rất là nhiều khách đang thưởng thức cà phê và ngồi tận hưởng. Hello. Hello. How are you? I'm good. Are you okay? Yeah, I am okay. Making your video about the scenery here. Lovely. It's beautiful. Very.
Đây, có rất là nhiều cái làng bản ở bên dưới các bạn nhé. Đây có rất nhiều ruộng bậc thang. Nếu như mà tầm tháng 9 các bạn đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy một màu vàng bạt ngàn luôn nha. Bây giờ hiện tại đang là màu xanh nha. Mọi người vừa mới trồng được tầm 2-3 tuần thôi. Nhiều tay quá. Rất là đông luôn các bạn. Cảnh rất đẹp cái núi Sa Lì các bạn nhé. Cách Du Già tầm 20 km. Ở hàng rất là nhiều khách, khách ra khách vào rất là đông luôn. Đây, khách đang đi xe. Wow, nhộn nhịp. Quá là đông luôn các bạn. Mấy em đi đâu về? Đâu về đây? Đi chơi à? Tạm biệt nha. Ồ, rất là đông luôn các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái cảnh này nhá. Và mình sẽ xin phép kết thúc cái video tại đây. Hẹn các bạn trong một cái video tiếp theo nha.